Bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 9, tuần lễ sách lịch Việt Nam được diễn ra tại nhà triển lãm thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian này thì các ấn phẩm mới xuất bản và những mẫu lịch đẹp của mùa Tết 2015 sẽ được trưng bày suốt một tuần lễ với mức giá giảm từ 20 cho đến 50%. Tại triển lãm, 5 mẫu lịch block mới được giới thiệu với các chủ đề là 365 ngày vòng quanh thế giới, non nước Việt Nam, đảo xanh nước Việt. Trong đó đặc biệt là triển lãm mẫu lịch tổng hợp các tác phẩm của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nước, khắc họa vẻ đẹp biển đảo Việt Nam, thể hiện tinh thần bảo vệ chủ quyền quê hương. Bên cạnh việc giới thiệu nhiều ấn phẩm mới được ưa thích của Nhã Nam, Văn Việt, Limbooks, tuần lễ sách lịch Việt còn có nhiều hoạt động giao lưu ký tặng của các cây viết trẻ. Hội sách sẽ mở cửa tự do từ 8 giờ đến 22 giờ trong suốt thời gian triển lãm.